Chào mừng các em đến với chương trình bài giảng ngữ văn 8 của trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Chúng ta hãy cùng quan sát các hình. Người Việt Nam chúng ta không ai là không thể gọi tên chính xác các danh lam thắng cảnh trên, dẫu có thể chưa một lần đặt chân đến. Nào hồ gươm, tháp rùa, nào cầu thê hút, đền ngọc sơn, những danh thắng ấy đã đi vào ca giao xưa thật đẹp, thật tự hào rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu thê hút, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng, tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Vậy, nếu thuốc minh thật cụ thể, những danh lam thắng cảnh như trên, ta sẽ làm như thế nào? Tiết 81 hôm nay sẽ giúp chúng ta biết cách thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Đầu tiên, ta cần hiểu nghĩa từ danh lam thắng cảnh là những cảnh đẹp thiên nhiên hoặc địa điểm, có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học như Vịnh Hạ Long, Biển Nha Trang, Kinh Thành Huế, vân vân. Sau khi đã nắm được khái niệm danh lam thắng cảnh, chúng ta cùng vào phòng 1 La Mã giới thiệu một danh lam thắng cảnh. Các em chú ý vào văn bản Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn ở sách giáo khoa trang 33. Sau khi đọc xong văn bản, ta dễ dàng nhận thấy đối tượng của bài thuyết minh này chính là Hồ Hoàng Kiếm và đền Ngọc Sơn. Ta cùng xem bài viết đã cung cấp những tri thức nào về hai đối tượng trên. Thực tế, hồ Hoàng Kiếm và đền Ngọc Sơn là hai thắng cảnh ở gần nhau giữa lòng Hà Nội thân yêu. Hãy cùng đọc thầm lại đoạn một. Các em chú ý vào các từ in đậm. Tên Hoàng Kiếm có tên là Lục Thủy. Hồ Hoàng Kiếm, hồ Gươm, hồ Thủy Quân bằng những câu khẳng định, những câu tròn thuật có kết cấu c là v. Ví như trước đó hồ có tên là Lục Thủy. Hồ có tên là Hoàng Kiếm, gọi nôm na là hồ Gươm, có thêm tên là hồ Thủy Quân, tác giả đã phần dùng phương pháp thuyết minh nêu định nghĩa. Để qua đó thêm một lời giải thích vì sao hồ lại có tên là Lục Thủy hay vì sao lại có tên là hồ Hoàng Kiếm, hồ Gươm, hồ Thủy Quân đó là tác giả đã vận dụng phương pháp thuyết minh, giải thích, thể hiện qua các quan hệ từ vì, vì vậy. Qua đó, tác giả cho ta biết được nguồn gốc hình thành lịch sử tên gọi của Hồ Hoàng Kiếm. Tương tự, ở đoạn 2, qua các thông tin in đậm về thời gian như nữ sau thế kỷ 15 hay đầu thế kỷ 19 năm 1864, tác giả bài viết đã thuyết minh rất cụ thể về nguyên gốc và quá trình xây dựng nên đền Ngọc Sơn. Mặt khác, bằng phương pháp thuyết minh, liệt kê, phân tích, tác giả đã nêu rõ cho chúng ta về vị trí và cấu trúc của đền Ngọc Sơn. Tháp bút, đài nghiêng, cầu thê hút, trống ba đình, tháp rùa là những cảnh quan xung quanh bờ hồ như thế. Bằng kiến thức đã học, Bằng những gì nãy giờ chúng ta vừa phân tích, ta có thể khẳng định lại ở bài văn này, tác giả đã sử dụng kết hợp một cách nhuần nhuyễn hợp lý các phương pháp thuyết minh, giải thích, định nghĩa, liệt kê, phân tích đã tạo sự hứng thú cho người đọc và người nghe. Thế nhưng thử hỏi, nếu ta chưa một lần đến Hà Nội, chưa có bất kỳ một thông tin nào về danh lam thắng cảnh cần thuyết minh, liệu ta có thể thuyết minh được không? câu trả lời chắc chắn sẽ là không để từ đó ta hiểu rằng muốn viết được bài thuyết minh đòi hỏi người viết cần phải có tri thức về danh lam thắng cảnh về lịch sử về địa lý văn hóa văn học của thắng cảnh ấy và cách để có được tri thức thuyết minh không gì khác ngoài việc phải quan sát trực tiếp hay xem tranh ảnh xem video hay hỏi han những người xung quanh biết về thắng cảnh ấy đọc sách báo tài liệu liên quan thu thập nghiên cứu và ghi chép một cách tường tận cụ thể. Và một văn bản luôn phải có ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. Thế nhưng ở văn bản này lại có sự thiếu sót về bố cục. Hãy ngẫm lại, ta sẽ chỉ ra được thiếu sót ấy. Văn bản Hồ Hoàng Kiếm và đền Ngọc Sơn có bố cục gồm ba đoạn, đoạn 1 giới thiệu về Hồ Hoàng Kiếm, đoạn 2 giới thiệu về đền Ngọc Sơn, và đoạn 3 giới thiệu bờ hồ. Ở đây, tác giả chọn cách thuyết minh theo trình tự không gian, vị trí của từng cảnh, từ thuyết minh về hồ đến giới thiệu về đền và cuối cùng là bờ hồ. Và các bạn nhìn vào có thể thấy được bài viết trên đã thiếu như một đã thiếu một bố cục thông thường, đó là không có phần mở bài. Thế còn về nội dung bài viết còn thiếu những gì? Cột bên trái màn hình của các em thấy là nội dung, là các ý chính mà văn bản Hồ Hoàng Kiếm và Đề Ngọc Sơn đã đưa ra. Còn ở cột bên phải là những ý mà tác giả còn thiếu để thuyết minh về Hồ Hoàng Kiếm và Đề Ngọc Sơn. Chúng ta sẽ thấy về phần bố cục thiếu mở bài giới thiệu đối tượng thuyết minh như lúc đầu chúng ta đã phân tích ở phần thân bài khi giới thiệu về Hồ Hoàng Kiếm đã thiếu nêu vị trí địa lý. Thiếu miêu tả cụ thể hình dáng diện tích màu nước của Hồ hoàn Kiếm ra sao và khi giới thiệu về đền Ngọc Sơ lại chưa thuyết minh cụ thể các công trình kiến trúc ở xung quanh bờ hồ cũng như chưa nêu được ý nghĩa lịch sử, xã hội, văn hóa, vị trí của danh lam thắng cảnh đó trong đời sống tình cảm con người, chưa đưa ra được những bài học về bảo tồn tôn tạo và ở phần kết bài chưa nêu được thái độ của người viết đối với danh lam thắng cảnh mình đã thuyết minh và đây là một bố cục bài thuyết minh hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn hoàn chỉnh gồm có ba phần mở bài giới thiệu đối tượng thuyết minh thân bài gồm có bốn ý một giới thiệu về Hồ Hoàng Kiếm, về vị trí địa lý, nguồn gốc hình thành, lịch sử tên gọi, hình dáng, diện tích, màu nước của hồ, bờ hồ, các công trình kiến trúc xung quanh hồ. 2. Giới thiệu về đền Ngọc Sơn, về nguồn gốc và quá trình xây dựng đền, vị trí và cấu trúc của đền. Phần 3. Nêu ý nghĩa lịch sử, xã hội, văn hóa của danh Lam Thắng Cảnh, Hồ Hoàng Kiếm và đền Ngọc Sơn. 4. Những bài học về bảo tồn và tôn tạo, hai danh thắng trên và ở phần kết bài là bày tỏ thái độ. Đây cũng chính là nội dung của bài tập 1, trang 35 ở sách giáo khoa khi yêu cầu chúng ta làm hoàn chỉnh một bố cục đầy đủ cho bài thuyết minh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơ dựa trên văn bản sách giáo khoa mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trang 33. Ta có thể thấy mỗi kiểu bài thuyết minh đều có một bố cục phù hợp cũng như kiểu bài thuyết minh về một phương pháp cách làm ở tiết trước chúng ta đã nắm được bố cục chung của dạng thuyết minh về một phương pháp cách làm và ở đây với bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh cũng thế cũng cần có một bố cục chung cụ thể các em chú ý vào màn hình bố cục bài thuyết minh danh lam thắng cảnh một la mã mở bài giới thiệu về đối tượng thuyết minh hai la mã thân bài sẽ gồm có các ý thuyết minh về vị trí địa lý, về lịch sử hình thành, về đặc điểm cấu tạo các quần thể, nêu ý nghĩa lịch sử, xã hội, văn hóa, vị trí của danh lam thắng cảnh ấy trong đời sống tình cảm con người. Về bài học bảo tồn và tôn tạo và phần kết bài là bày tỏ thái độ của mình đối với danh lam thắng cảnh đã thuyết minh. Trong kiểu bài thuyết minh, chắc chắn phương thức biểu đạt thuyết minh là phương thức biểu đạt chính. Nhưng việc kết hợp hợp lý thêm các phương thức biểu đạt khác như miêu tả, bình luận là rất cần thiết. Để làm gì? Để bài thuyết minh của ta trở nên phong phú, sinh động và cuốn hút người đọc hơn. Ví như ta có thể thêm yếu tố miêu tả cho bài viết về hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn ở hình ảnh của chiếc cầu thê hút. Cầu thê hút được ví như một dải lụa đào mềm mại vắt ngang qua dòng nước xanh mát bốn mùa của hồ Hoàng Kiếm. Chính yếu tố miêu tả được đưa bài vào bài đã giúp chúng ta hình dung cụ thể hơn về dáng hình vẻ ngoài của chiếc cầu thê hút được ví như một dải lụa đào mềm mại vắt ngang qua dòng nước hồ. Hoặc ta có thể thêm vào đó yếu tố bình luận để làm đánh giá Nhận xét và chốt ý lại vấn đề Ví như Sau khi thuyết minh về Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn Ta có thể đưa yếu tố bình luận sau Hồ Hoàng Kiếm, Đền Ngọc Sơn Từ bao đời đã trở thành biểu tượng thiên liêng Của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến Của đất nước Việt Nam thân yêu Chính yếu tố bình luận Chính yếu tố miêu tả đó Sẽ góp phần làm cho bài thuyết minh Trở nên sâu sắc, thuyết phục hơn qua những gì ta vừa phân tích, em hãy rút ra những yêu cầu chính về cách viết văn bản thuyết minh một danh lam thắng cảnh. Ý thứ nhất ta còn nhớ muốn viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh thì tốt nhất phải đến nơi thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết về nơi ấy. Ý thứ hai về yêu cầu bố cục về lời văn. Bài giới thiệu nên có bố cục đủ 3 phần. Lời giới thiệu ít nhiều có kèm theo miêu tả, bình luận thì sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, bài giới thiệu phải dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và có phương pháp thích hợp. Và lời văn còn chính xác, biểu cảm. Đó cũng chính là nội dung ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 34. Để củng cố kiến thức vừa học, ta cùng sang phần luyện tập bài tập 1 sách giáo khoa trang 35. Hãy lặp lại bố cục bài giới thiệu Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn một cách hợp lý. Nội dung này chúng ta đã thực hành ở phần 1 La Mã. Các em nhớ xem lại và hoàn thành bài tập số 1 vào vở. Bài số 2 Nếu giới thiệu theo trình tự tham quan Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta còn sắp xếp các ý theo một thứ tự như thế nào. Đầu tiên chúng ta có thể thấy ba quát toàn cảnh hồ đền giới thiệu một số công trình kiến trúc quanh hồ đó là từ ngoài vào trong. Cụ thể hơn, từ đường đinh tiên hoàng đi qua cổng chính, bên trái cổng là tháp bút đến cổng thứ hai Long Môn Hổ Bàn, đến cổng thứ ba là Đài nghiêng, rồi đến cầu Thê Húc, đến Bắc Nguyệt Lâu và đến đền chính của đền Ngọc Sơ. Phía Nam có đình trống Ba, giữ hồ là Tháp Ruột, đó là thứ tự Thuyết Minh, Hồ Hoàng Kiếm và đền Ngọc Sơ theo trình tự tham quan từ xa đến gần, từ ngoài vào trong. Bài tập số 3 nếu viết bài này theo bố cục ba phần để làm nổi bật giá trị lịch sử và văn hóa của danh lam thắng cảnh, ta còn chọn các chi tiết nào các em lưu ý nếu ở bài tập số 2 yêu cầu chúng ta sắp xếp các ý để thuyết minh hai danh lam thắng cảnh hoàng hồ hoàng kiếm và đền ngọc sơn theo trình tự tham quan từ xa đến gần từ ngoài vào trong thì ở bài tập số 3 này lại yêu cầu chúng ta Lựa chọn chi tiết thuyết minh Để làm nổi bật giá trị lịch sử Và văn hóa Của Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn Chắc chắn Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn Khi nhắc đến Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn Là chúng ta nghĩ ngay đến Sự tích Hồ Gươm Đó Là một chi tiết chúng ta còn chọn đầu tiên Để bảo đảm Về yếu tố lịch sử Tiếp theo Về giá trị văn hóa Các bạn sẽ có thuyết minh về chi tiết hình ảnh rùa hồ gươm những lần xuất hiện trên bờ hồ hình ảnh tháp bút hình ảnh cầu thê hút và đền ngọc sơn trên màn hình các em có thể thấy được toàn cảnh bao quát hồ hoàng kiếm nằm giữa lòng hà nội như thế nào và hình ảnh một hình ảnh nữa là cảnh những người con hà nội tham gia dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan hồ gươm. Chúng ta đã học xong thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Ở tiết học này, các em còn học ghi nhớ hoàn chỉnh các bài tập, đặc biệt là ở bài tập 1, có một bố cục hoàn chỉnh về bài thuyết minh Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Lập dàn bài cho bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Cụ thể ở đây là em làm lại bài tập số 1, trang 35. Soạn tiếp bài, ngắm trăng của Hồ Chí Minh, đọc thật kỹ văn bản ở sách giáo khoa, phần phiên âm dịch nghĩ và dịch thơ, tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, chú thích. Đặc điểm của thể thơ, thất ngôn tứ tuyệt, trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa và cảm nhận được tâm trạng của bác gửi gắm qua bài thơ ra sao. Tiết 81 thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, đây là nội dung toàn bộ bài ghi. Các em ghi vào vở và nhớ học bài, làm bài theo yêu cầu.